Vâng, tôi xin đặt câu hỏi thứ 15 như sau. Thánh chủ thế giới lập ra ba đạo thần, thánh, tiên để cho tánh Phật vào tu một trong ba đạo này để vào thanh tịnh đại hải chúng sống. Chờ đến ngày Thiền Tông công bố ra học để trở về Phật giới. Vậy công thức tu của ba đạo này là như thế nào? Tôi là Thầy Gia Anh Tuấn, xin trả lời câu hỏi của chị. Công thức tu của ba đạo mà thần thánh tiên nó như sau. Thứ nhất là đạo thần là để rèn luyện cơ thể cường tráng, không khiếp nhược, không quỳ lại ai. Và có bản thân thì lo cho bản thân, có gia đình thì lo cho gia đình và có tổ quốc thì lo cho tổ quốc. Còn đạo thánh là sống đúng tư cách của một con người, là sống trong nhân nghĩa lễ chí tín, bao gồm là trí tuệ sáng suốt và phải tín nhiệm. Còn đạo tiên á, là giúp cho con người sống nhàn hạ, sống bằng trí tuệ thật sáng suốt mà sống mà không phải tin linh thiêng ở trái đất này. Người sống không tu bất cứ đạo nào ở trái đất này, kể cả đạo Phật. Nếu mà người nào mà theo ba đạo thần thánh tiên đúng như vậy á, sau khi mà thân tứ đại chết, được vị thần quản lý thân và tánh người giao cho ban thần thánh tiên thực thi nhân quả và cho vào nước bồng lai tiên cảnh sống, chờ cho đến khi nào một vị Phật công bố pháp môn giải thoát ra để mà được phép trở lại làm người, học công thức và tìm công đức để mang trở về Phật giới để mà thành kim thân Phật lớn. Xin mời chị hỏi câu hỏi tiếp theo.